Chúng ta phải hiểu cầu nguyện là cái gì. Thưa, cầu nguyện có nghĩa là mình van xin một đấng thần linh, một đấng bề trên nào đó cho mình cái điều gì đó mà mình chưa có, mình chưa đạt được. Giờ xin các ngài ân sủng cho mình, các ngài đối thương mình, ban cho mình cái điều đó. Và cầu nguyện nó chính là cái hình thức tu tập của tất cả các tôn giáo. Tôn giáo không có nghi lễ, không có cầu nguyện thì nó không hình thành tôn giáo. Tôn giáo ở tất cả mọi mặt thì vẫn có một mặt chủ đạo quan trọng, đó chính là nghi lễ và cầu nguyện. Mình không bàn với vấn đề cầu nguyện ở các tôn giáo khác, mà mình sẽ nói về vấn đề cầu nguyện của đạo Phật. Đạo Phật có cầu nguyện, nhưng cầu nguyện như thế nào cho nó đúng, và cầu nguyện như thế nào là không đúng với đạo Phật. Ở đây chúng ta không nói lời cầu nguyện cho bản thân, mà chúng ta nói là cầu nguyện cho những người đã nằm xuống. Bởi vì cái tháng 7 người ta gọi là cái tháng cô hồn. Tháng cô hồn. Ngoài cái buổi lễ Vu Lan ra thì các chùa buổi chiều đều tổ chức một cái lễ cúng cô hồn thật là lớn. Có nhiều người chưa có niềm tin, họ đặt nghi vấn, mình cúng cô hồn như vậy có lợi ích chăng, có thiết thực chăng, và nó có mê tín không? Đây là vấn đề mình cần phải soi sáng. Theo như các vị, mình có nên cúng cô hồn không? Có không? Có đúng không? Ở trong kinh có ghi lại vào thời Đức Phật còn tại thế, một hôm có quỷ dạ so mẹ và quỷ dạ so con đến nghe một vị tôn giả tụng kinh pháp cứu. Các vị biết thời đó không có kinh sách như mình, cho nên những lời của Đức Phật dạy các thầy tỳ kheo phải ghi nhớ, phải học cho thuộc lòng, rồi mỗi buổi sáng phải tự đọc lại, ôn lại những cái mình đã được học thuộc lòng từ lời của Đức Phật dạy. Và kinh pháp cú là một dạng kinh rất phổ thông và được truyền bằng miệng qua nhiều năm. Thì mỗi buổi sáng các thầy đều tụng như vậy. Sáng hôm đó một vị tôn giả đang tụng kinh pháp cú, thì quỷ dạ so mẹ ẵm con của mình đến để nghe kinh pháp cú. Khi ẵm tới thì quỷ dạ so con khóc, thì quỷ dạ so mẹ mới nói một bài kệ như thế này: này con, chớ có sinh tiếng động, vị tôn giả đang tụng kinh pháp cú, chúng ta biết và học được những câu kinh pháp cú này, ứng dụng hành trì tự thân, không tạo những ác nghiệp, không khi dối, tu tập giải thoát, chúng ta thoát khỏi kiếp ngạ quỷ. Như vậy nhìn nhận qua cái bài kệ của quỷ dạ so, chúng ta thấy rằng chúng sinh cõi âm
cần được nghe kinh, cần có người cầu nguyện cho họ. Trong kinh Địa Tạng có vị tụng cái điều này rất là rõ. Người mất trong vòng 49 ngày luôn trong ngóng hàng cốt nhục thâm tình, hoặc cha mẹ, anh chị, con, chồng, vợ, vân vân, vì họ mà tạo những phước lành, hoặc cúng dường chùa tháp, hoặc cúng dường kinh điển, hoặc là thỉnh người khác đọc tụng kinh này từ 3 biến đến 7 biến, thì người đó sẽ nương nhờ cái công đức lành này mà sẽ siêu thoát tội nặng trong các cõi khổ của địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Chính vì vậy, cái nghi thức để cầu nguyện cho người đã mất rất là cần thiết. Điều thứ nhất, ta thể hiện cái tình đối với người đã mất. Nếu như người đã mất đó là ông bà, là cha mẹ ta, ta tổ chức một cái lễ kỳ siêu để cầu nguyện cho họ. Ta khoan nó bàn đến vấn đề cái lễ cầu siêu đó nó có cái lợi ích như thế nào, mà chúng ta phải nhìn nhận một điều đó là ta đang nhớ nghĩ về người đã mất. Và vì họ tổ chức một cái lễ, đó cũng là cách báo ơn, đó cũng là cái lòng hiếu thảo của người con, người cháu đối với ông bà, cha mẹ đã mất. Có vị đồng ý không? Đồng ý. Và thử hỏi cuộc đời này có một người họ dành cái tâm hiếu đối với ông bà, với cha mẹ, với những người thân quyến của họ đã nằm xuống như vậy là sai hay sao? Thưa, không có sai. Họ làm rất là đúng. Vậy mà có những người nhìn cái hình thức bên ngoài vội đánh giá đó là mê tín, đó là không thiết thực. Thì cái người đánh giá này thông minh hay không thông minh? Không thông minh. Cầu nguyện cho những người họ đang bị sa đọa trong cõi khổ. Lời cầu nguyện của mình nó có hiệu lực để đưa người đó thoát khỏi nỗi khổ, hay là chỉ giảm nhẹ bớt thôi. Cái điều đó là cái điều mình muốn, nhưng ở đây con mắt phàm phu của mình đâu có nhìn thấy được. Là khi mình tổ chức cái lễ xong là mình thấy được người đó là ra khỏi địa ngục, ra khỏi ngạ quỷ, ra khỏi súc sanh đâu. Mình không thấy được. Và chính vì cái mình không thấy được đó, thường mình tự khi dối bản thân mình và khi dối người khác. Đó chính là cái tôi không thấy, tôi không tin. Con mắt phàm phu của mình nhìn nó nông cạn lắm. Nó chỉ thấy được những cái trước mắt nó thôi. Có những thứ phải nhìn bằng trí tuệ chứ không nhìn bằng con mắt. Và cái vấn đề cầu nguyện đó phải nhìn bằng trí tuệ. Nhìn bằng trí tuệ. Khi ta hướng tâm về một người, ta dành hết những tình cảm cho họ, dành hết những lời cầu nguyện thiết tha cho họ, tự khắc sẽ cảm ứng đến họ. Họ sẽ đón nhận được và biết có những người thân vì mình mà đang cầu nguyện cho mình. Cầu nguyện nó có hiệu nghiệm, nó có một giá trị nhất định, và đạt được kết quả hay không nó phải có sự cộng hưởng của nhiều yếu tố. Điều thứ nhất, khi mình muốn cầu nguyện cho một người họ đang lâm vào cõi khổ để thoát khỏi cõi khổ, thì mình phải thành tâm. Mình phải thành tâm. Điều thứ hai là mình phải bày tỏ tấm lòng thương yêu. Mình dùng cái từ từ bi đó,
bày tỏ cái lòng từ bi đối với người đang ở trong cõi khổ. Và điều thứ ba, người đứng ra tổ chức lễ cầu nguyện phải là người thanh tịnh, phải là người có công đức và phải nhiếp tâm trong giờ phút cầu nguyện. Điều thứ tư, nếu có lễ vật dâng cầu nguyện, lễ vật đó phải là lễ vật thanh tịnh, lễ vật sạch, chứ không phải là máu, là thịt của chúng sinh. Lúc Đức Phật còn tại thế, có một bà la môn đến hỏi Đức Phật: Này Sa môn Gotama, theo tôi được biết Ngài không có tán thán lễ tế đàn đúng không? Tế đàn có nghĩa là tổ chức một cái lễ mà lập ra, nào là có đủ thứ tất cả, hương hoa trà phẩm, rồi thịt, rồi máu, rồi rượu, rồi có những cái loại tế đàn mà bắt trẻ sơ sinh hoặc là gái mới lớn, vân vân. Thì Đức Phật mới trả lời vị Bà La Môn đó rằng: Này Bà La Môn, không phải tất cả các loại tế đàn ta đều không tán thán. Có hai loại tế đàn, này Bà La Môn, ta không tán thán loại tế đàn mà trong lễ tế đàn ấy dê bị giết, cừu bị giết, bò bị giết, heo bị giết, gà bị giết, vịt bị giết. Loại tế đàn này ta không tán thán bởi nó có liên can đến sát sanh, nó có sự oán thù giết chóc. Và này Bà La Môn, nếu như loại tế đàn này được tế lễ thì các vị thánh chứng quả A-la-hán và những vị trên con đường đi đến thánh quả không bao giờ đến dự lễ tế đàn này. Và tất cả các vị thần linh lương thiện đều không đến dự cái lễ tế đàn này. Này Bà La Môn, ta tán thán lễ tế đàn khi trong lễ tế đàn ấy không có sự giết chóc, không có dê bị giết, gà bị giết, heo bị giết, trâu bị giết, vịt bị giết, không có máu của chúng sinh, không có liên can đến sát sinh. Này Bà La Môn, ta tán thán loại tế đàn này, và loại tế đàn này cầu phúc cho tự thân người tế, cầu phúc cho gia đình người tế và những người xung quanh và tất cả nhân loại. Loại tế đàn này là các vị chứng thánh quả A-la-hán, các vị đi trên con đường thánh quả và các vị thần linh lương thiện đều đến dự cái lễ tế đàn này. Lời Đức Phật đã dạy rất là rõ, dạy rõ vô cùng. Bởi vì đạo Bà La Môn họ thường lập ra một cái lễ tế đàn mà trong đó phải giết những con vật để dâng cái thịt tươi sống để tế thần linh. Và có khi họ giết luôn cả những người phạm vào giáo điều của họ để tế thần linh, gọi là một cái lễ chuộc tội với thần linh. Chúng ta nhìn nhận và tìm hiểu lời của Đức Phật dạy, đó là cái loại tế đàn thứ nhất. Khi loại tế đàn mà ở trong cái lễ dân cúng cầu nguyện đó mà giết heo, dê, gà, chó, vân vân, nói chung là có máu thịt chúng sinh ở trong ấy, loại tế đàn này Đức Phật Ngài không tán thán, các vị thánh cũng không tán thán, và cũng chẳng có một vị thần linh nào đến dự cái lễ tế đàn này cả. Bởi vì chúng ta nhìn cho kỹ, nếu như là một vị thánh, một vị thần mà còn ham ăn máu thịt của chúng sinh thì cái vị đó đang mang lấy cái ác nghiệp, mà đã mang lấy ác nghiệp thì không thể làm gì? Làm thần, làm thánh được. Người đó phải lương thiện, người đó
phải thanh tịnh, người đó phải trong sáng, người đó phải hiền lành, người đó phải bao dung, người đó phải từ ái, người đó mới được làm thánh, làm thần. Còn cái này mình cứ muốn ăn thịt chúng sinh, no cái bụng mình mà lại gây đau khổ cho sinh linh, Người đó chưa xứng đáng là Phật tử nữa chứ. Phạm năm giới mà đâu xứng đáng là Phật tử. Mà không xứng đáng là Phật tử thì làm sao mà có cái khả năng để làm thánh làm thần. Cho nên mình nhìn nhận điều này cho kỹ. Các vị thánh, các vị thần, các ngài từ những sự tu tập chuyển hóa của nội tâm và trồng được căn lành, cho nên được cái quả làm thánh làm thần, hoặc cao hơn là các vị chứng quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A Na Hán, và cao hơn nữa là các vị Thanh Văn, Viên Giác, Bồ Tát cho đến quả vị Phật. Các ngài đều phải tu tập và không thọ bất thiện nghiệp, tức là không tạo, không phạm những điều ác, các ngài mới đạt được những cái quả vị đó. Mà bây giờ mình lại đem những cái điều tầm thường, những cái điều tội lỗi của thế gian mình bày ra, mình nói là các vị đó bắt mình làm như vậy, làm như vậy, làm như vậy mới đủ lễ đủ nghĩa, không làm như vậy là không đủ lễ đủ nghĩa. Như vậy những cái đủ lễ đủ nghĩa đó là do con người mình bày biện ra, do cái tâm hạnh ác của mình bày ra, để rồi khi mà tế lễ một vị thần, một vị thánh, mình như thế nào? Mình bày ra phải có rượu, rồi phải có máu, phải có thịt của chúng sinh, vân vân. Tất cả những thứ đó mình nói rằng các vị thần thọ nhận, nếu không đủ những thứ này các vị thần sẽ trừng phạt. Xin lỗi, không có ai trừng phạt các vị hết. Cái bao tử của các vị đang trừng phạt các vị đó. Cái lòng tham của các vị đang trừng phạt các vị đấy. Mình ngưng ở chỗ này, mình nói về một cái đám giỗ một chút. Phật tử ở đây mình tổ chức cái đám giỗ cho ông bà, cho cha mẹ, cho những người đã nằm xuống. Mình có làm cái đám giỗ đó nó sạch không? Có tổ chức được cái đám giỗ sạch không? Sạch có nghĩa là không có máu, không có thịt đó. Tất cả là chay đó. Những người Phật tử biết, hiểu được điều đó. Nhưng mà họ hiểu có một mình họ hiểu thôi, tự thân họ hiểu thôi. Chồng họ, con họ, anh em, quyến thuộc của họ không hiểu điều đó. Cho nên có khi họ nói rằng thôi đám giỗ ba, đám giỗ má, kỳ này mình làm chay để khỏi phải mang cái nghiệp sát sanh, để cho ba má khỏi phải phạm thêm cái tội lỗi, và mình tổ chức chay mình cũng có phước. Đôi khi họ muốn điều đó nhưng mà gia đình không chịu, đúng không? Gia đình nói rồi, hồi đó ông bà già có tu ngày nào đâu, có ăn chay ngày nào đâu, mà giờ mày cúng chay, mà mày cúng chay như vậy rồi ông bà ăn không được, năm có cái giỏ một lần mà cúng ăn không được thì ông bà đối tội nghiệp. Đủ thứ lý do được viện dẫn để tránh đi cái lễ đó. Kể cả đám ma cũng vậy. Đám ma tới thỉnh mấy thầy, mấy thầy nói bây giờ các vị biết cách tổ chức cái đám như thế nào cho đúng hay chưa? Trả lời dạ bây giờ tụi con cũng không có biết, cho nên thôi thầy biết thầy chỉ cho con. Nhưng mà khi chỉ đâu có làm. Nói thôi các vị về đừng có bài bạc ở trong cái đám nè. Nếu như mà giỏi hơn nữa thì khỏi cần phải rước kèn trống hát múa gì hết. Giỏi hơn nữa là phải làm cho được tổ chức cúng chay và đãi những người họ đến dự đám cũng đãi họ ăn chay. Những cái đơn giản như vậy làm được không? Đơn giản nhưng không, ít có người làm được lắm. Có chăng nữa thì họ cúng, họ ghìm lòng, họ cúng trên bàn thờ, đó là ba chén cơm trắng,
ít rau củ quả, gọi là cúng chay cho người đã mất. Nhưng lâu lâu cũng thấy cái trứng hột vịt với miếng thịt để cắm hơi đũa. Có chăng nữa thì họ cúng chay cho người đã mất, nhưng họ đãi tiệc tùng cũng bằng máu thịt của chúng sinh và bằng rượu. Tất cả những điều đó là những điều gây nên cái nghiệp bất thiện cho bản thân của người còn sống, và tạo thêm cái nghiệp nặng nề cho người đã mất. Các vị nhớ điều này. Vì Đức Phật dạy trong kinh Địa Tạng, nếu vì một người mất mà biết tổ chức làm lễ cúng dường trai tăng, thỉnh chư tăng tụng kinh, và biết làm cái tiệc chay để cúng người mất, để dâng cúng cho chư tăng, mà làm phải tinh sạch, phải kỹ lưỡng, thì trong bảy phần công đức, người chết được một phần và người sống được sáu phần. Như vậy thì cái tâm thành kính của người còn sống làm được công đức thì người đã mất hưởng được công đức. Mình cũng suy xét, nếu như mà người còn sống mà không làm được công đức mà làm những điều tội lỗi thì người mất cũng phải chịu tội lỗi. Chúng ta nên lưu ý ở cái điểm này, cần phải làm việc sáng tỏ với những người thân trong gia đình mình. Tất cả những cái lễ đám giỗ, đám cưới thì không được đâu đúng không? Đám cưới thì sao làm trai được? Đám giỗ hay là những cái lễ tưởng niệm, những cái lễ kỵ, những cái lễ tần thất cho những người đã nằm xuống, nên làm trai hoàn toàn. Và bản thân mình cũng nên ăn chay thì sẽ có được cái công đức rất là lớn cho bản thân và cho những người đã nằm xuống. Trở lại với cái lễ tế đàn cũng như là cái lễ cúng cô hồn ở các chùa thường cúng. Ở chùa mình cúng thì chắc chắn không có cái gì là không sạch rồi. Tất cả hoàn toàn là sạch hết. Và có những cái con người rất sạch đang đứng đó để dâng lời kinh cầu nguyện. Đó chính là những con người có giới, có lực, những con người giữ gìn 250 giới, những con người giữ gìn 348 giới, những con người giữ gìn 10 giới, những con người giữ gìn 5 giới. Đó chính là những con người rất sạch, rất là chay đang có mặt. Mà những con người rất sạch, rất chay, tức là những con người có công đức tu tập, cùng nhau đồng thanh dâng lời cầu nguyện, thì tất nhiên lời cầu nguyện này sẽ thông thấu mười phương, sẽ vang xa đến mười phương và thông xuống tận âm ti địa phủ. Như vậy tất nhiên hiệu lực, hiệu nghiệm rất là lớn. Điều này chúng ta không chối cãi được. Đó, tôi có nghe một câu chuyện kể ra đây để chúng nghe. Một buổi chiều mặt trời vừa sụp xuống thì có hai vợ chồng Phật tử đi đến một cái ngôi chùa, vô đảnh lễ một vị hòa thượng. Bạch hòa thượng rằng: con mới xây cất được một cái nhà mới, con muốn thỉnh Phật về để làm lễ an vị, nhưng mà về ngày mai vợ chồng con buổi sáng buổi chiều có công việc quá bận cho nên không thể tổ chức cái lễ tụng kinh vào buổi sáng hoặc buổi chiều ngày mai. Nhưng mà tối mai thì vợ chồng con rảnh, nên thỉnh hòa thượng tối ngày mai hòa thượng đến tại nhà con tụng cho gia đình con một thời kinh để cầu nguyện cho người còn sống được bình an và người chết được siêu thoát. Bà thượng nói: thôi cũng được, nếu mà ban ngày đi làm thì thôi ban đêm thầy tới, nhưng mà
thầy không biết đường thì cho người tới dẫn đường. Ông chồng mới nói, dạ bạch hòa thượng, ngày mai con sẽ đến thỉnh hòa thượng. Nhưng bạch hòa thượng, ngày mai thì khi mà tụng kinh, xin hòa thượng đừng có tụng chú Đại Bi. Hòa thượng đừng tụng chú Đại Bi vì vợ chồng con không thuộc chú Đại Bi. Mà nghe chú Đại Bi cái vợ chồng con cũng thấy đau đầu lắm. Cho nên xin hòa thượng tụng cái kinh gì nhẹ nhẹ thôi, đừng tụng chú Đại Bi. Hòa thượng nghĩ ông đầu lạ này, sao không chịu tụng chú Đại Bi là sao ta? Nhưng mà thôi ông cũng có gì ngày mai nhớ nhắc thầy đừng tụng chú Đại Bi nghe. Hay là chồng kia, dạ dạ con nhớ rồi. Thì thưa các vị, đúng y như lời, tối ngày mai ông chồng đến thỉnh hòa thượng đến nhà. Hòa thượng bước vô cái căn nhà rất là đẹp, mới vừa xây mà, nhà cao tầng rất đẹp, trang hoàng tráng lệ, khói hương nghi ngút. Cái tới giờ hòa thượng ổng đắp y lên để ổng chuẩn bị tụng kinh, thì ông chồng chạy tới nhắc nữa, bạch hòa thượng, xin hòa thượng nhớ là đừng có tụng chú Đại Bi. Ông hòa thượng ổng nói, rồi thầy nhớ rồi. Nhưng mà các vị biết cái thói quen của quý thầy khi nhập tâm đó thì mọi thứ nó từng tự mà lưu sức. Từng tự mà lưu sức, chứ không phải khi đó nghĩ là tôi sẽ tụng chú Đại Bi, hết chú Đại Bi sẽ tụng cái gì, không có. Khi đã nhừng nhuyễn và thuộc rồi, và khi nhiếp tâm á, thì khi một cái bài kinh, một cái nghi lễ diễn ra thì nó từng tự lưu sức ra thôi, chứ không cần phải suy nghĩ mình tụng cái gì cả. Thì sau cái lễ dân hương là cái lễ đảnh lễ Tam Bảo, xong quỳ xuống ông tán Phật xong, cái thói quen nhắm mắt ông tụng mà. Nhắm mắt ông tụng Nam Mô Đại Bi Hội Tượng Phật Bồ Tát. Ông tụng ba lần như vậy, cái ông tụng Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi, cái ông mở mắt ra. Ông kêu a, ông ngưng ngang. Ông kêu a, gia đình nó kêu mình đừng tụng chú Đại Bi, xong mình tụng. Thì ông tụng cái câu Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi, mở mắt ra thì ông thấy sao tối thui. Nhìn xung quanh không thấy cái nhà đâu hết. Sao nhìn giống y như đang ở giữa cánh đồng. Nhìn kỹ lại thì nó có tới hai cái bát hương. Và ông nhìn kỹ hơn nữa, nó chính là hai cái mộ. Rồi ông hòa thượng lửa thủy ông đi về. Biết là ai rồi đó chứ gì. Ở đây chúng ta thấy cái điều thế này nè, chúng sanh cõi âm họ rất cần được nghe kinh, họ cần có người cầu nguyện cho họ để họ siêu thoát. Bởi vì trong cái đời sống của cõi âm, cái sự khổ cực của nó không thể diễn đạt bằng ngôn ngữ của trần gian mình được, mà nội cái mình đọc trong kinh thôi đó, gọi là diễn tả một phần nhỏ của địa ngục mình đã nghe rùng rợn rồi. Sự hình phạt liên tục không có phút giây nào ngừng hết. Cho nên chúng sanh cõi âm họ rất đau khổ. Có một cơ hội, có một duyên nào, nhân duyên nào đó với người còn sống thì họ sẽ nhờ người còn sống để làm một cái điều phước lành để cầu nguyện cho họ được siêu thoát. Thưa các vị, hai vợ chồng của Hương Linh này không phải là người lừa ông hòa thượng đâu. Họ muốn nghe kinh đó, họ muốn được siêu thoát, nhưng họ không nghe được chú Đại Bi vì cái oai lực của chú Đại Bi cực kỳ lớn. Mỗi câu, mỗi chữ trong chú Đại Bi là có một hóa thân của một vị Bồ Tát đến. Cho nên không thể ở lại đó được khi hòa thượng vừa tụng cái chú Đại Bi lên. Hóa thân của Bồ Tát khắp nơi thì làm sao họ ở đó được. Cái khí âm họ tiêu liền. Cho nên họ nhắc đi nhắc lại, xin hòa thượng đừng ở trong chú Đại Bi giùm con. Đó là cái mình thấy được cái oai lực của chú Đại Bi lớn. Họ không ở đó để nghe được, nhưng không có nghĩa là họ không ân hưởng được cái công đức của chú Đại Bi. Họ ân hưởng được cái công đức của chú Đại Bi, nhưng họ không thể ở gần đó để nghe. Nghe không nổi, họ không có đủ phước để nghe cái oai lực của chú Đại Bi. Bởi vì
diễn tả ở trong kinh nói rằng mỗi cái nghiệp lực của mỗi chúng sinh, mỗi cảnh cõi khác nhau. Thế cho nên với cái nhìn, cái thấy và cái cảm thọ cảnh, từng cảnh cõi đều khác nhau. Ví dụ như chư Bồ Tát, các ngài thấy nước, nước liền biến thành cam lồ. Các vị ở cõi trời thấy nước, nước trở thành lưu ly. Con người mình thấy nước là nước, nhưng chúng sinh trong con đường của địa ngục, của ngạ quỷ, thấy nước thì nó trở thành máu và trở thành dầu sôi lửa bỏng. Như vậy thì cũng một cái nước, nhưng mà tùy cái nghiệp lực của từng cảnh cõi khác nhau, cho nên chiêu cảm, cái thấy, cái cảm thọ khác nhau. Thế cho nên mình bình thường mình nghe chú Đại Bi mình nghe được nè, nhưng mà có người buồn ngủ họ nghe là họ chán đó, tới tai họ mà tụng chú Đại Bi là họ chửi cho đó. Nhưng mà đối với chư thiên cõi trời, mỗi khi nghe chú Đại Bi vừa cất lên là chắp tay có mặt cung kính, và họ tung hoa cúng dường những người đang tụng chú Đại Bi. Và sau khi tụng chú Đại Bi xong thì họ đảnh lễ quyển kinh, đảnh lễ bài chú Đại Bi, rồi họ mới đi về trên cõi thiên giới. Người bình thường mình đôi khi cầm quyển kinh ấy, mình xem thường vải đâu. Ngày xưa các ngài rất là kỹ nghe. Các vị hòa thượng ngày trước, các ngài trước khi lên tụng kinh là các ngài đắp y trang nghiêm, để quyển kinh và dâng hương, để quyển kinh trên đầu, dâng hương xin cho con được tụng quyển kinh này. Xong lễ Phật xong, các ngài đặt quyển kinh xuống và đảnh lễ quyển kinh. Đảnh lễ quyển kinh xong là ngồi xuống thành kính lật từng trang ra, và lật trang nào là nhìn chăm chú vào từng câu từng chữ trong quyển kinh ấy, không bao giờ nhìn đi chỗ khác. Các vị nhớ chỗ này, đôi khi mình lật cái quyển kinh rất là hờ hợt, rất là thờ ơ, lật ra rồi bỏ đó. Có khi quạt máy nó quạt rồi cái tờ kinh bay phất 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 phất, hoặc có những quyển kinh rớt xuống đất, các vị Phật tử cúng thờ ơ. Bởi vì mình không có tôn trọng pháp, mà kinh đó chính là lời Phật dạy, đó chính là pháp đấy. Mà pháp là mẹ sanh ra tất cả chư Phật. Pháp là con đường đưa tất cả mọi người đến cảnh giới của Niết Bàn. Rồi mình không tôn trọng, mình không tôn trọng không bao giờ mình thực hành theo được. Cho nên từ giờ phút này về sau, khi ai đó đưa đến quyển kinh cho mình, hoặc trong những lúc tụng kinh, hãy nên cung kính trân trọng quyển kinh. Trước khi lật trang kinh ra, mình hãy nên chắp tay, chắp tay tụng thầm bài kệ: con tên đó đó, pháp danh đó đó, trong giờ phút này con được tụng kinh Pháp Hoa, hoặc là kinh Địa Tạng, hoặc kinh Vô Lượng Thọ, con xin nguyện cho tất cả chúng sinh được khai mở trí tuệ để thâm nhập vào Phật Pháp. Mình không cầu nguyện cho mình, nhưng mình cầu nguyện cho tất cả chúng sinh. Xong mình xá quyển kinh, rồi để tay xuống, mình tụng. Lúc nào cần chắp tay thì chắp tay, có thể chắp tay suốt trong thời tụng kinh thì quá tốt. Còn nếu như mình không có khả năng để chắp tay thì cũng phải để tay cho nó trang nghiêm, và ngồi mình chỉ biết chăm chú thành tâm mà tụng kinh. Có nhiều người tụng kinh nghe tiếng động bên ngoài cái quay qua quay lại, nghe ở sau lưng có cái gì đó sột sẹt cái quay lại, sợ người ta tới người ta giật cửa của mình hay gì á. Tụng kinh mà cũng còn quay tới quay lui. Như vậy thì trong thời tụng kinh đó, cái công đức, cái phước báo rất là ít. Nên Phật tử mình ráng nhớ giùm tôi cái chỗ này. Phật Pháp mình cần phải ứng dụng trong mỗi hành động. Và xin thưa, tôi xin nói thêm, lời cầu nguyện không phải đến khi dâng lễ tế đàn mới là cầu nguyện, mà trong giờ phút nào mình cũng có thể cầu nguyện. Quý Thầy thì quý Thầy không cầu nguyện cho riêng ai hết, mà quý Thầy là cầu nguyện cho tất cả. Bởi vì quý Thầy có cái lực, cái lực của quý Thầy đó chính là mỗi buổi sáng khi thức dậy phải đọc bài kệ nào,
Rồi khi đi đánh răng phải đọc bài kệ nào, rồi rửa mặt cũng phải đọc bài kệ nào, cho đến xin lỗi chứ mặc áo cũng đọc bài kệ, mặc quần cũng đọc bài kệ, uống nước cũng đọc bài kệ, lên trên đơn nằm ngủ cũng đọc bài kệ. Tất cả mọi thứ quý thầy đều có đọc kệ, mà những cái câu kệ đó không có nguyện cho mình mà nguyện cho tất cả chúng sinh. Chẳng hạn như Minh Thiền hay là các thầy trước khi ngủ đều chắp tay, ngồi thẳng chắp tay. Con khi ngủ nghỉ, ở trong lực dạy cái chữ là phàm, nhưng mà mình đọc là cái chữ con. Con khi ngủ nghỉ nguyện cho chúng sinh thân được an ổn, tâm không loạn động. Như vậy tất cả mọi động thái, mọi cử chỉ đều cầu nguyện cho chúng sinh, cầu nguyện những điều tốt lành, những điều cao đẹp đến với chúng sinh. Đó cũng là một hình thức cầu nguyện đó chứ. Rồi bây giờ mình nói tới chữ cầu là mình xin, mình van nài, mình xin những cái mình chưa được. Nguyện nó đi đôi với chữ cầu. Cầu nguyện có nghĩa là xin, và xin cho con được những cái đó. Nguyện là nguyện cho con được những cái mà con xin, đúng không? Còn như mình tách cái chữ nguyện mà với cái cầu nguyện của nhà Phật, đó là cầu nguyện bằng trí tuệ, không phải van xin, không phải van xin, không phải thiếu thốn, cần được ban cho cái này, ban cho cái kia. Mình cũng cầu như mọi người khác, nhưng cầu cho tất cả chúng sinh, hoặc nhỏ hơn là cầu cho gia đình, hoặc ích kỷ hơn một chút là cầu cho bản thân. Nhưng những cái cầu đó phải có nguyện. Mà nguyện ở đây không phải nguyện là ơn trên ban cho, mà nguyện con sẽ tự thân con làm được những cái điều con cầu. Đơn giản, xin Đức Phật cho con được bình an, đó là cầu nguyện, đúng không? Xin Đức Phật cho con được bình an, đó là cầu nguyện. Nhưng suy cho cùng đó chỉ mới là cầu thôi. Xin Đức Phật cho con bình an. Con nguyện sẽ cố gắng sống và thực hành theo những lời Ngài dạy, những phương pháp và những con đường để dẫn con đến bình an. Cầu xin là cầu xin bình an, nhưng phải nguyện làm những cái hạnh nghiệp bình an. Chứ không phải mình cầu nguyện cho con được bình an, nhưng hành động, lời nói và suy nghĩ của mình luôn gây đau khổ, luôn gây bất an cho người khác, thì làm sao mình được bình an? Không bao giờ có chuyện đó. Cho nên cái chữ nguyện của nhà Phật nó hay lắm. Nguyện tức là nguyện làm, nguyện đạt được. Làm rồi mới đạt được, chứ không làm sao đạt được, ngồi đó cầu không sao được. Mà chúng ta thường vướng phải cái bệnh chỉ cầu sinh thôi. Cầu sinh cái không được cho, cái này nói người ta không linh. Đi tới miếu này, đi tới đình kia để cầu sinh ông thần hoàng rồi bà thánh mẫu, cầu đủ thứ điều hết. Mà đôi khi mình ích kỷ ghê lắm. Mình cúng nải chuối mình cũng chẳng cúng được nải chuối chín nữa. Cúng nải chuối xanh mà đến đó ai mà ăn được chuối xanh, mình ăn chuối xanh được không? Mình ăn không được mà mình quỳ mình dâng nải chuối xanh. Vì mình dâng cái chín mình sợ nó là không để được lâu. Cho nên mình kiếm cái gì đó sống sống xanh xanh, mình dâng dâng nải chuối xanh lên quỳ cái cầm hương. Ui thôi, có một nải chuối có mấy ngàn bạc mà mình xin nè. Xin đủ thứ hết, xin phải phù hộ độ trì cho gia đình con, tất cả những người thân trong gia đình con, hoặc là bà con xa một chút, hoặc là xa hơn chút nữa, không quen với con nhưng quen với bạn bè của con, hoặc không quen với bạn bè của con mà quen với người bạn bạn của bạn con, cũng xin cho họ được bình yên. Xin cho con không làm mà cũng có của để ăn. Xin cho gia đình con luôn luôn lúc nào cũng đầm ấm, mặc dù là chồng con lúc nào cũng đi nhậu nhẹt, còn con lúc nào cũng đi tứ sắc đỏ đen. Ô, mình xin cái gì lạ vậy? Đôi khi mình cũng, mình nói thiệt, mình tính toán với người của mình này nè là tính toán ít. Mình không dám mà
đem cái ít mà để đổi lấy cái nhiều đâu. Nhưng với thần thánh mình tính toán ghê lắm. Đem đến nãy chú sanh lé vậy đó, sống nhăn, ăn gãi răng mà tới đó quỳ xuống rồi xin. Xin lỗi nha, cái này mình nói chơi chơi nhưng mà nó trúng đó. Vì vậy mình muốn với người Phật tử mình tổ chức lễ cầu nguyện, nhưng mà tổ chức theo như lời của Phật dạy. Cái thứ nhất phải thành tâm, thành tâm đối với chư Phật chư Bồ Tát. Vì khi mình thành tâm mới có cảm đến các ngài, là cái thứ nhất. Thành tâm với các ngài mình cũng phải có lòng thương, tức là lòng hiếu thảo đối với người đã mất, đó là lòng từ bi, thương họ là hai điểm. Điều thứ ba, khi tổ chức lễ, tất cả những hiện vật được bày ra nó phải chay và nó phải sạch, là ba điểm. Mình thỉnh cầu những vị đứng làm chủ đàn phải là những bậc thầy có tu, có đạo hạnh, có giới lực. Từ những cái sự việc này nó cộng hưởng lại với nhau, nó tạo thành một cái năng lượng rất rất lành. Để năng lượng này dâng lên thông thấu mười phương chư Phật và thông luôn xuống cả tất cả chúng sanh ngạ quỷ. Các vị không cần chư Phật phóng quang để tiếp độ các vị hương linh, nhưng chính lời cầu nguyện của các vị và của cái hiện vật các vị đang tế đàn và của những người có mặt đang dâng lời cầu nguyện một cách chí thành thiết tha thì hương linh cũng đã cảm rồi. Hà huống chi mà đến Đức Phật phóng quang nữa, thì cái này là cực kỳ vi diệu, cực kỳ vi diệu. Vậy chúng ta hãy là người tổ chức cái lễ cầu nguyện, cái lễ tế đàn theo như lời Phật dạy. Mà cái loại tế đàn thứ hai đó là loại tế đàn mà trong cái lễ tế đàn đó trâu không bị giết, gà vịt không bị giết, tất cả chúng sinh không bị giết, không có máu thịt, không có rượu, không có những cái thứ bất tịnh đó, thì chúng ta sẽ làm đã được nửa đoạn đường của phần cầu nguyện, nửa đoạn đường. Tôi không dám bàn đến cái vấn đề những người đứng chủ lễ tế đàn, nhưng mà các vị thành tâm, các vị thành kính, những vị đứng tế đàn đó sẽ thành kính, sẽ nhiếp tâm, nhiếp niệm, thì khi ấy sẽ tự tạo thành một cái công đức cực kỳ lớn. Bởi vì chính một phút mình yên lặng tâm hồn, một phút mình thành tâm, một lúc, một phút mình thanh tịnh thôi, thì một phút đó đổi cả 1000 năm mà mình loạn động, mình vọng động. Một phút mình thanh tịnh, giá trị của nó cao hơn 10 năm, 100 năm mình đi làm từ thiện mà chỉ nghĩ đến điều thiện. Bởi vì khi mình làm từ thiện, nghĩ đến điều thiện, đó chỉ là nghiệp thiện và nó đưa mình giỏi lắm là đến cõi trời. Nhưng cái phút thanh tịnh này là đó chính là giờ phút của cực lạc, của niết bàn. Giờ phút đó của cải của thế gian không thể so sánh được, không có cái gì so sánh được với giây phút mà cái tâm của người thanh tịnh hết. Bởi vậy có nhiều người họ nói xong mấy thầy kỳ quá, mấy thầy tới tụng kinh rồi có Phật tử người ta cúng dường mấy thầy cũng lấy bỏ túi. Ủa tôi đâu có đòi đâu. Cái thứ nhất là tôi đâu có đòi tiền đâu, thỉnh tôi tới cúng thì tôi tới tôi cúng. Nhưng mà sau đó cúng dường tôi nhận là tôi nhận để cho gia đình có công đức, chứ chẳng phải là tôi nhận đây là cái công tôi tới cúng. Phải nhìn nhận cho rõ điều này nè. Kinh đó các vị cũng có thể đem về tụng được mà, cũng có thể dỗ quải đám ma các vị cũng có thể tụng được mà. Nhưng lời cầu nguyện của các vị, cái tâm của các vị nó không thuần, khi tụng lời kinh nó cũng không nhiếp niệm, nó không có công đức lớn, thì sự chú nguyện, sự cầu nguyện của các vị kết quả nó rất ít. Tại sao phải thỉnh mấy thầy? Bởi vì mấy thầy là những người có tu và đã thanh lọc được thân tâm. Các thầy giữ được giới pháp thì tự khắc gặp được lời kinh thì cái hiệu lực và cái năng lượng tu tập của các thầy nó gửi gắm vào lời kinh, gửi gắm vào tiếng pháp để dâng lên, kết thành những cái đài hoa thanh tịnh nhất dâng lên cúng dường chư Phật.
và kết thành những đóa sen thanh lương nhất để nâng đỡ chúng sanh đang chìm đắm trong cõi khổ. Tôi nói không có nói quá đâu nha, tôi không nói quá. Ông kia ông nói sao mấy thầy thì cứ là tới tụng kinh cốc 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 15-20 phút đồng hồ là có 100.000 bỏ túi. Không có đâu. Tôi nói thế này, xin lỗi ông chứ tôi không cần tụng kinh cốc cốc, tôi chỉ cần đến đó thắp một cây hương, có khi trong túi tôi Phật tử cũng đã bỏ vào trong ấy 1-2 triệu là chuyện bình thường. Nhưng tôi không nghĩ đó là cái họ trả công tôi, và tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ mình tụng kinh và được cái này. Không, nếu như tôi nghĩ tôi đến tụng kinh và được cái đồng tiền này, có nghĩa là tôi đang đem giáo pháp của Phật để đi bán rẻ. Giáo pháp của Phật là gì? Là cái không hạn lượng, là cái vô lượng vô biên, mà không thể đem cái hạn lượng vật chất của thế gian để so sánh được. Dù tôi tụng kinh 1 tiếng hay tụng chỉ 1 câu, người đó có cúng 1 tỷ, 2 tỷ, không phải họ trả công tụng kinh, cũng không phải là họ đổi chác giữa lời kinh với đồng tiền. Và tôi nói thẳng, dù 1 câu niệm Phật hay là 1 lời cầu nguyện tôi dâng lên, tôi vì họ mà làm, không phải là tôi vì 1 triệu, 2 triệu đó. Nếu tôi vì 1 triệu, 2 triệu đó, tự khắc lời cầu nguyện của tôi nó không có công đức, không có phước báo, người nhà họ cũng không có lợi ích chi cả, và tự thân tôi phải mang lấy tội lỗi vì trong tâm niệm đã đem Phật pháp đi bán rẻ để đổi chác đồng tiền. Đó là điều không thể xảy ra. Mà lời cầu nguyện của tôi tất cả là vì lòng từ bi, tất cả là vì người đã mất, vì người hiện còn mà cầu nguyện mọi điều tốt đẹp đến cho họ. Và những cái họ dâng cúng đây, tôi nghĩ đó chỉ là những cái họ cúng dường để phụng sự cho Tam Bảo, chứ không phải là họ trả công tôi tụng kinh. Nếu tôi nghĩ người đó trả công, tôi không nhận tiền. Tất cả những điều này Minh Thiền xin khẳng định lại, trừ các ông thợ tụng cũng hình thức như mấy thầy, nhưng những ông đó ở nhà, đời sống gia đình, có vợ có con bình thường, họ có thể ra giá cả cho một cái đám, ra giá cả cho một buổi lễ tụng kinh. Những người đó mình không bàn, bởi vì họ là những người không có giới lực, họ là những người không phải ở chùa, họ là những người không đi trên con đường giác ngộ và giải thoát, cho nên họ làm điều đó. Mình không trách họ, đối với họ đó là cái nghề. Nhưng với tất cả các thầy tu ở chùa và có giới có lực, không thầy nào quy định giá cả cho một buổi lễ. Nếu thầy nào quy định giá cả cho một buổi lễ, các vị đừng nên thỉnh. Tôi nói trước cho các vị, nếu như các vị thỉnh một vị thầy nào mà vị thầy đó nói cúng cái lễ này là phải cúng cho tôi 1 triệu, 2 triệu, vân vân, đừng cúng. Còn như các vị không biết, các vị có thể đến bạch hỏi, dạ bạch thầy, như con muốn tổ chức cái lễ như vậy, nhưng con muốn cúng dường, nhưng trong lòng con không biết là cúng thế nào cho nó phải, xin thầy chỉ. Khi đó các thầy chỉ nó là khác, còn quy định giá cả nó là khác. Các vị nhớ điều này. Với những người mà đặt định giá cả, không cần phải thỉnh những người đó đâu. Những người đó họ tới họ tụng kinh không phải là vì lòng từ bi, không phải là vì cái người mất người còn của mình, mà họ vì tấm giấy nhỏ nhỏ vuông vuông có số ở trong đó. Không cần. Còn các thầy tới tụng là tụng, các vị cúng bao nhiêu cũng là cái của phụng sự Tam Bảo, chứ không phải cái trả công. Các vị nên nhớ rằng các thầy mà đến vì gia đình các vị, vì người mất mà tụng một thời kinh, các vị có cúng 10 triệu, 5 triệu vẫn không phải là trả đủ công của các thầy. Đừng nên nghĩ mình cúng 1 triệu là không trả đủ công, cúng 2 triệu mới trả đủ công. Không có. Các vị cúng 100 triệu, 1 tỷ cũng không đủ trả cái công của mấy thầy. Bởi vì người ta đem giáo pháp của giải thoát đến để ban rải cho người đã mất và ban rải cho các vị. Cái đó không tính bằng đồng tiền, không tính bằng vật chất được. Mà các vị cần phải y theo giáo pháp, y theo lời Phật dạy, y theo lời của các vị đó dạy mà cố gắng tinh tấn tu, tinh tấn tu tập để có công đức. Đó là cách trả công, đó là cách trả công. Còn vấn đề phụng sự Tam Bảo thì tất cả Phật tử đương nhiên phải phụng sự Tam Bảo rồi. Điều này chúng tôi nói các vị không phụng sự cũng không được. Bởi vì điều phụng sự Tam Bảo đó là bổn phận, trách nhiệm của tất cả
những người Phật tử. Còn các thầy là người có bổn phận, có trách nhiệm để truyền trao giáo pháp, các vị là người phải phụng sự. Như vậy mình trở lại, đúc kết lại cái hiệu lực cầu nguyện. Cầu nguyện là một điều cần phải có với tất cả các tôn giáo, và với đạo Phật điều này cũng không thể chối bỏ. Và đối với đạo Phật là cầu nguyện, nó không phải chỉ đứng lại ở cái chỗ van xin và chờ đợi được ban cho, mà nó là một lời cầu nguyện để rồi tự thân mình phấn đấu, tự làm, tự gặt hái và tự chế tác ra những cái thành quả mà mình nguyện, mình cầu, mình mong muốn được. Vì chính điều đó mới phù hợp với lời của Phật dạy, đó chính là mình ở nội tâm cũng cần phải có ở bên ngoài. Nội tâm là điều mình mong muốn, nhưng bên ngoài mình cũng cần phải làm cho bằng được những điều mình mong muốn. Những điều này nó kết hợp giữa lý trí và sự thực hành, giữa con tim và bước chân đi, cũng như cái ánh mắt nhìn và đôi tai. Tất cả những thứ này nó được kết hợp một cách hài hòa, và nó được soi sáng, nó được nhìn một cách tường tận bằng trí tuệ, thì chúng ta sẽ làm được những điều mà chúng ta cầu nguyện. Và hãy nhớ rằng những điều mình cầu nguyện nó sẽ đem lợi ích cho người khác bằng cái tâm thành kính của mình, bằng cái tình thương của mình dành cho người khác, và bằng những phương pháp mà mình đang dâng lên lời cầu nguyện. Minh Thiền xin chúc cho đại chúng chúng ta từ nay về sau, bất cứ nơi nào cũng hãy dâng lời cầu nguyện cho tất cả những người đã nằm xuống, cho tất cả những người đang có mặt, và tất cả vạn vật sinh linh luôn được bình an, luôn được gặp những thiện duyên, những cái thiện pháp, và gặp được những nhân duyên thù thắng để được giác ngộ và giải thoát. Chúng ta hãy cùng nhau chắp tay và cầu nguyện cho điều này. Xin cảm ơn các vị đã ngồi lắng nghe. A Di Đà Phật.